Bây giờ cái mắng này thì biết rồi, cái mắng này khi ấy là cháu phải làm cái này ôm chùm một cây, ôm chùm một cây ghim, bởi vì làm này làm không cơ động được nữa, phải làm chết. Nhưng mà nó cái này được cái nó kín tuyệt đối, thoải mái mưa này, đây khi cháu chắc keo rồi là hết mưa thoải mái. Nhưng mà cái chính của chúng muốn làm cái này, mục tiêu cái này là gì? Làm cho người công nhân người ta rất thích, người ta không phải cực khổ về vấn đề một là phải vén váy ra, hai là phải rút ống, ba là dẫn mũ, thì dẫn mũ cái dẫn mũ kiểu dây này thì thường là phải kéo cái mũ dây, nó hết sức là phức tạp. Còn của chú thì đấy, như thế này là chú cái mũ hút mũ của chú thì lại rất là rẻ, rẻ một cách rẻ nhất thế giới mà cháu lấy lại được thời gian nhiều nhất thế giới. Cháu lên đây là 10 mũi, cái hàng này là chú đi được 4 hàng, mà 4 hàng 40 mũi là bao nhiêu, cháu tính là một tháng có 7 mũi thôi, đây 4, đúng không, 4, 7, 2, 8, thì như vậy là chú đã quất cái này được 4, 5 tháng, 5 tháng là cái chắc, thế thì giờ cuối 5 tháng thì bắt đầu còn những chỗ khác thì mình tận dụng, mình đưa ra mình tận dụng, hết mưa là mình đưa ra mình tận dụng, còn cái lúc mưa thì mình vào trong nhà mình vào hầm bí mật mình thủ, mưa không thể tác động được. Mưa không có cách động được, cho nên là cái người lao động, cái người mà người ta đi thu hoạch cái này người ta thích nghề lắm, chứ người ta mới làm. Hiện cái nặng cái này là cái việc đang cạo truyền thống sang cái này nó lắt nhắt, chứ công ta sợ, mà công sợ thì mình phải làm cái cải tiến cho người ta, làm nó nhẹ nhàng chứ. Ê, cháu thấy cái này thì có vững gì đâu này, rút xong bỏ đi, khoan xong bỏ đi, có phải làm nặng nhọc gì đâu, đâu có phải bơm, đâu có phải rút dây, đâu có phải ấy chuyển nắp, đâu có phải làm gì đâu. Nếu làm này thì một cái công họ đi họ khoan khoảng mất bao nhiêu thời gian, 500 cây chứ? 500 cây của chú dừng họ cho nó chắc tiếng à? Vì giờ cháu thấy có hoàn toàn có phải làm gì đâu. Nếu còn giả sử khoan cái mũi này nhá, cái mũi này á là cháu khoan cái mũi này là cháu phải dẫn mũ rồi, vì nó nhỏ. Dạ. Cái diện nó nhỏ là nó không ấy, nó lòn ra ngoài, nó đâu có dô chén. Còn thằng này thì vô tư. Dạ. Vậy chú có thể hướng dẫn cách làm được chút? Cái hệ tấm này thì nguyên liệu nó là bao nhiêu tiền tấm chứ? Nguyên liệu như hiện ở đây là cái tấm cứng như này hiện nó đang bán là 3.200. Dạ. Một cái kiềng này là 500 nữa này. Dạ. Đấy, thế rồi là cháu khi mà với công thì tùy theo người thôi, tùy theo cách khoán của mình thôi. Dạ. Khoán trước hoặc khoán mẫu hay là khoán cây thì tùy theo nhé. Cái công thì không thể mỗi nơi mỗi khác. Bên của chú là cái công làm một cây là trung bình hay nhiêu chú? Thì bây giờ cái công này làm nó phải hơn 1.000 nó mới làm. Dạ. Hơn 1.000 nó mới làm. Là bao gồm họ làm cái máng hướng mũ này luôn. Cái máng trước thì chú chưa làm cái này. Dạ. Chú chỉ làm cái này thôi. Cái này bao nhiêu một miếng chú? Thì như vậy tại chú không phải mua cho nên không biết. À. Đâu có mất tiền. Chú nhặt về. Chú lượm mà chú làm. Nên cho mình thoải mái, cái vụn nó bỏ làm gì đâu. Cái vụn của mấy cái còn cái căn máng á, cái căn máng truyền thống á. Dạ. Thì chú ghim hai đầu rồi chú kéo cái này vô. Thế, là nó cái này khi mà ấy rằng khi ban đầu thì cháu ghim một bên. Dạ. Cháu gấp cho cháu ghim một bên, bên xong rồi cháu kéo, cháu làm cho nó phẳng phẳng cái đây, đừng để nó. Dạ. Nó lòn, cháu kéo căng ra, căng thật căng ra, thì căng đến nó mới nịt, nó mới. Dạ. Mới bím đôi xong mới vào ghim cái ghim thứ hai. Dạ. Là đảm bảo chắc cú luôn đấy, làm sao nó lòn được. Cái này chú nghĩ là chưa còn làm mấy cái là chú thấy chưa cái nào thành công. Cái công đi khoan thì họ ý kiến họ sao chú? Không, người ta không biết sao, công chú đây chút giờ cháu đi hỏi trực tiếp người ta nói cho chú nghe cháu nghe. Người ta thấy thoải mái thôi. Làm nếu mà làm cuội của chú khoảng 7:30 là người ta xong về còn đi làm việc khác đi họp. Hiện giờ toàn bộ công chú là không phải là công cạo đúng không? Chỉ là công làm không, công tay ngang. Dạ, công tay ngang hết đúng không chú? Chứ không có ai cạo cũ cả, không. Dạ. Ai biết cạo truyền thống cả. Đấy chỉ cần nhiệt tình nhiệt là làm được thôi. Chứ còn công kia thì nó nhiều yếu tố, người ta yêu sách lắm. Chú làm được 2 tháng khi mà dời nắp chóp thì như thế nào chú? Cái công dời nắp chóp khi mà dời qua. Tại đó chú tính không chuyên môn. Dạ. Chứ chú không cho cái anh đi cạo này rồi. Thì nó cạo nó đóng, nó không đạt theo yêu cầu của mình. Dạ. Cho nên là chú sẽ dùng cái chuyên môn đấy. Mỗi cắn quá về sốt rét chết cha này. Rồi, cảm ơn chú nhé.